vừa tới bữa trưa, Bằng Viêm đã thể hiện tuyệt chiêu một lúc hai chiếc sẻng xào cùng đảo lật sau. Vì sợ động tác quá chậm, các em học sinh sẽ bị đói. Hồi ở Quảng Đông tôi học kinh tế thương mại. Cái gì? Tôi học kinh tế thương mại. Khi đó chắc không ngờ rằng đến Đài Loan lại làm công việc này đúng không ạ? Đúng là không nghĩ tới. Chị Bằng Viêm đến từ Quảng Đông, không ngờ từng học chuyên ngành thương mại đến Đài Loan lại cùng chồng mở nhà hàng ăn. Bình quân một ngày mới có thể thu được 10.000 đài tệ. Thu được doanh thu bao nhiêu? Doanh thu ấy à? Khoảng trên dưới 10.000. Một ngày phải không? Một ngày đúng rồi ạ. Đến Đài Loan, Bằng Viêm thường hay nhớ tới món ăn Quảng Đông, đùi gà kho, trứng xào gà chua, mì gói xào. Đưa nỗi nhớ quê lên bàn ăn để học sinh và khách hàng cùng được chia sẻ. Thích hương vị món ăn của chị ấy không? Cũng được lắm, cũng được lắm. Một phần cũng rất nhiều, một phần nhiều lắm đúng không? Đúng ạ, thường hay đến đây ăn à? Vì thấy là vừa nhiều vừa rẻ muốn tới ăn xem thế nào, cũng cảm thấy không tệ. Đúng là đồ ăn rất kinh tế, không những nữ học sinh thích, mà với suất ăn gấp rưỡi bình thường, các bạn học sinh nam cũng ăn những miếng thật to, hoàn toàn không sợ, ăn không no. Cả lượng và mùi vị đều rất được, lượng thức ăn thì bằng khoảng. Anh đi ăn suất to thế nào nhỉ? Gấp rưỡi hoặc gấp đôi suất ăn thông thường. Đi vào toilet, trên tường dán đầy lời bình của học sinh. Nếu không phải là cảm ơn sự khéo tay của bà chủ, thì cũng sẽ là giá cả rất kinh tế, rất rẻ, đại loại nội dung như vậy. Đến cả con gái chị cũng vẽ bức tranh mẹ đang nhớ quê hương để làm vơi bớt nỗi nhớ quê. Đây là biển, đây là đất Đài Loan. Mẹ vượt trùng dương đến Đài Loan, và đây là nhà ở Đài Loan. Ngôi nhà này có tình yêu vạn dặm, nên thế giới là ở tại nhà tôi. Bằng Viêm dùng món ăn quê hương để thể hiện nỗi nhớ quê, cũng đưa món ăn quê hương đến với Đài Loan, để những người đến Vân Lâm đều sẽ được thưởng thức món Quảng Đông độc đáo.